Giữa nhiều lùm xùm với chồng cũ là Johnny Depp, nữ diễn viên Amber Heard mới đây vừa chia sẻ lại hình ảnh đang tập luyện chăm chỉ cho vai diễn trong bộ phim bom tấn Aquaman 2. Tuy nhiên, điều này càng khiến khán giả Việt tức giận, đòi công bằng cho Johnny Depp khi nam tài tử thì bị mất vai diễn bởi kiện tụng, phốt bạo hành với vợ cũ. Trong bức hình được đăng tải, có thể thấy Amber Heard đang rất nỗ lực tập luyện thể hình. Ở phần caption của ảnh, cô nàng đính kèm hashtag Tango Woman 2. Càng chứng tỏ sự nghiệp vững chãi của mình khi tiếp tục thủ vai Mera trong bộ phim sắp tới của nhà DC. Trước đó, nữ diễn viên cũng quay trở lại để quay thêm một số cảnh ngắn cho bộ phim Jake Snyder's Justice League. Chứng tỏ cô nàng rất nghiêm túc với vũ trụ DC và tương lai của mình trong loạt phim này. Ở phần đầu tiên của Aquaman, Mera từng hớp hồn nhiều khán giả nhờ tạo hình quyến rũ và sự thông minh, khéo léo trong chiến đấu. Một số tin đồn cũng đã được lan truyền rằng Amber Heard đã thương thảo với hãng Warner Bros. Để nhân vật Mera của mình có thêm đất diễn trong phần phim thứ hai. Dẫu vậy, khán giả Việt phần đông vẫn không hài lòng với việc Amber Heard giữ được vai Mera, trong khi tài tử Johnny Depp bị trách móc và phải rời bỏ loạt phim Fantastic Beasts của vũ trụ Harry Potter. Bình luận của netizen Việt: tại sao cô này lại không bị tẩy chay nhỉ, trong khi Johnny Depp thì lại mất vai? Có thể thay Amber Heard bằng mẹ rồng Emilia Clarke được không? Miễn đẹp là tôi xem, cũng không quan tâm đến cuộc sống của cô này. Nhưng mà không thể phủ nhận chị đóng Mera quá đạt, không thể thay thế được. Trước đó ngày 18 tháng 4, Amber Heard cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hậu trường bộ phim Aquaman 2 lên mạng xã hội. Nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục đơn giản với áo sơ mi và quần jean đen, tay cầm sách che nửa gương mặt. Trước khi Aquaman lấy đi những trang cuối cùng của cuốn sách này, Amber Heard viết, đồng thời gắn thẻ tài khoản Twitter @Aquaman Movie. Được biết, trong cuộc phỏng vấn với Good Morning America hồi năm 2018, vợ cũ Johnny Depp tiết lộ rằng Jason Momoa, người đảm nhận nhân vật Aquaman, đã xé toạc các trang sách để tôi chú ý đến anh ấy. Cách làm này khiến tôi phát điên vì chỉ còn 30 trang nữa là kết thúc, cô nói. Cũng tương tự với phản ứng của khán giả Việt với sự kiện trên, việc Amber Heard khoe ảnh hậu trường Aquaman 2 khiến nhiều người hâm mộ của Johnny Depp tức giận. Sau khi Warner Bros. Yêu cầu tài tử sinh năm 1963 rời khỏi vai phản diện Carlos Gilderoy trong loạt phim Fantastic Beasts, sinh vật huyền bí, khán giả cho rằng Amber Heard cũng cần bị loại khỏi các dự án điện ảnh sắp ra mắt của vũ trụ điện ảnh mở rộng DC, DCEU. Tuy nhiên, bất chấp mọi cố gắng của fan Johnny Depp, Amber Heard vẫn ở lại vai Mera trong Aquaman 2. Vụ kiện căng thẳng kéo dài suốt 2 năm đã làm ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp của Amber Heard và Johnny Depp. Gần nhất, Johnny Depp đã thua kiện với tờ The Sun khi bị gọi là kẻ đánh vợ, liên quan tới các bằng chứng cho thấy nam diễn viên đã đánh đập vợ cũ rất thô bạo trong mối quan hệ kéo dài 5 năm. Johnny Depp cũng tung ra nhiều bằng chứng cho thấy sự bạo lực và điên cuồng của Amber Heard đã tung cú đấm vào mặt anh. Cho đến giờ, vụ kiện này vẫn chưa đi đến cái kết ổn thỏa cho đôi bên.